sự phát triển của thai nhi 2 tuần tuổi. Hoàng Nga chào mừng quý vị và các bạn đến với Kiến thức mẹ bầu. Thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn luôn bình an, hạnh phúc và thành công. Quý vị và các bạn thân mến, khi thai nhi được 2 tuần tuổi sẽ phát triển như thế nào, sự thay đổi trên cơ thể mẹ ra sao và những điều mẹ cần lưu ý là gì sẽ có trong video ngày hôm nay của Kiến thức mẹ bầu. Hoàng Nga mời các bạn cùng đón xem. Thai nhi 2 tuần tuổi phát triển như thế nào? Như đã giải thích ở tuần 1, tuần này bé con của mẹ vẫn chưa hình thành. Hãy bình tĩnh vì trứng sẽ thụ tinh vào gần cuối tuần thứ 2 của thai kỳ. Vậy nên, đây chính là thời điểm thích hợp nhất để mẹ lên kế hoạch mang thai cho chính mình. Mẹ hẳn sẽ băn khoăn bé là nam hay nữ. Thực chất, giới tính của bé được xác định rất sớm ngay tại thời điểm thụ tinh. Trong số 46 nhiễm sắc thể tạo nên vật liệu di truyền, chỉ có 2 nhiễm sắc thể, một từ tinh trùng và một từ trứng sẽ quyết định giới tính của bé. Ta gọi chúng là các nhiễm sắc thể đơn tính. Mỗi trứng chỉ có một nhiễm sắc thể giới tính X, trong đó mỗi tinh trùng lại có thể có một nhiễm sắc thể giới tính X hoặc Y. Nếu tinh trùng thụ tinh với trứng có một nhiễm sắc thể X, con mẹ sẽ là con gái mang nhiễm sắc thể giới tính XX. Và ngược lại, nếu tinh trùng thụ tinh với trứng có một nhiễm sắc thể Y, con mẹ sẽ là con trai mang nhiễm sắc thể giới tính XY. Sự thay đổi trên cơ thể của mẹ ở tuần thứ 2. Cơ thể mẹ lúc này đã sẵn sàng rụng trứng để thụ tinh. Mẹ nên xác định ngày rụng trứng để biết được thời điểm tối ưu nhất cho việc thụ thai. Khi quan hệ, tinh trùng sẽ đi vào cơ thể và hướng về phía trứng đang chờ thụ tinh. Chỉ một tinh trùng duy nhất mới có thể tiếp cận và xâm nhập được vào trứng để thụ tinh. Khi quá trình này xảy ra, trứng được thụ tinh sẽ cấy lên thành tử cung. Thành tử cung của mẹ sẽ dài lên và sẵn sàng để bắt đầu nuôi dưỡng. Mẹ sẽ không biết liệu mình có mang thai hay không cho tới tận vài tuần sau đó. Những điều mẹ cần lưu ý là gì? Các dấu hiệu mang thai của những bà mẹ sẽ không giống nhau, vậy nên mẹ có thể bị ốm nghén hoặc không. Cách tốt nhất để biết liệu mẹ có thai hay không là xem chu kỳ kinh nguyệt của mẹ có đến hay không. Nếu mẹ không còn kinh nguyệt, hãy ngay lập tức đi khám bác sĩ để được kiểm tra và tư vấn kỹ càng hơn. Lời khuyên của bác sĩ về thai kỳ 2 tuần. Mẹ nên trình bày với bác sĩ rằng mình đang cố gắng thụ thai, bác sĩ sẽ hỏi tiền sử bệnh và thực hiện kiểm tra sức khỏe tổng quát cho mẹ và xem xét sự hình thành của thai nhi. Trong khi được khám sức khỏe trước khi mang thai, mẹ nên báo cho bác sĩ biết mình đang có bị bệnh hay uống thuốc gì không. Điều này sẽ giúp mẹ chuẩn bị tốt hơn khi bắt đầu thụ thai. Những xét nghiệm nào mẹ cần biết? Mẹ cần đi khám sức khỏe tổng quát trong thời gian này để bảo đảm cơ thể mình có thể thụ thai và mang thai. Mẹ có thể sẽ được yêu cầu thực hiện các xét nghiệm sau. Thứ nhất, xét nghiệm máu. Xét nghiệm máu sẽ giúp phát hiện ra các bệnh lây qua đường tình dục và kháng thể cho các bệnh truyền nhiễm như rubella hay thủy đậu. Từ đó, xác định phương án điều trị hay tiêm chủng cần thiết trước khi mang thai. Thứ hai, phép tế bào cổ tử cung. Xét nghiệm này sẽ giúp bác sĩ phát hiện ra bất cứ trở ngại nào có thể ảnh hưởng đến cơ hội thụ thai của mẹ. Thứ ba, xét nghiệm di truyền. Xét nghiệm này sẽ giúp mẹ phát hiện ra các chứng bệnh di truyền có thể lây từ mẹ sang bé. Chẳng hạn như bệnh thiếu máu hồng cầu lưỡi liềm, bệnh thiếu máu vùng biển. Sức khỏe của mẹ và thai nhi ở tuần 2. Trước khi tin vui đến, hãy thật cẩn trọng với những yếu tố có thể gây hại cho cả mẹ và bé con 2 tuần tuổi có thể đang tồn tại trong mẹ. Sau đây là một trong những điều mẹ cần lưu ý để đảm bảo an toàn cho thai kỳ sau này. Thứ nhất, thuốc giảm đau. Mẹ sẽ làm gì khi bị đau nửa đầu? Hẳn là mẹ sẽ uống paracetamol. Hãy nhớ nào, mẹ có thể đang mang thai đấy. Hầu hết các thuốc giảm đau đều không hề an toàn cho thai kỳ và có thể lưu lại tận vài ngày trong cơ thể. Những thành phần trong các loại thuốc trên có thể gây hại cho sự phát triển của bé con và giảm khả năng thụ thai cho mẹ. Tốt nhất, hãy xin ý kiến của bác sĩ hay dược sĩ trước khi dùng bất cứ loại thuốc nào trong khoảng thời gian quan trọng này. Thứ hai, rượu, ma túy và các sản phẩm thuốc lá. Thời điểm mang thai chính là lúc mẹ nên tránh rượu, sử dụng ma túy và các sản phẩm thuốc lá. Những chất này có thể gây hại cho khả năng sinh sản của mẹ, gia tăng nguy cơ sảy thai và gây ra dị tật bẩm sinh ở thai nhi. Một vài khuyết tật thường gặp là hội chứng thai nhi nhiễm độc rượu, các vấn đề hô hấp, nhẹ cân khi sinh. Bạn thân mến, hãy khám và tham khảo ý kiến bác sĩ ngay khi mẹ có bất cứ băn khoăn hay gặp phải bất cứ vấn đề gì liên quan đến sức khỏe mẹ nhé.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bạn đừng quên nhấn nút like, nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới và nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh nếu đây là lần đầu tiên bạn xem được video của Kiến thức mẹ bầu bạn nhé. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, may mắn và bình an.